Xin chào tất cả quý anh chị và các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Car Center. Ngày hôm nay thì Car Center số 9 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội vừa mới về được hai chiếc Mazda CX-5, một chiếc 18 và một chiếc 19 muốn giới thiệu đến quý anh chị và các bạn đây. Thì nhân vật trong clip ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chiếc Mazda CX-5 2019, phiên bản là phiên bản 2.0 Pre, model mới 2020, lăn bánh hơn 40.000 km quý anh chị và các bạn nhé. 2019 model 2020 chúng ta đã được lên đến thế hệ gọi là 6.5 rồi. Nhận biết rất là rõ ràng từ cái phần mâm này. Mâm là hoàn toàn khác nhé. Cũng như có thêm một vài tinh chỉnh về tính năng option. Và phiên bản 2.0 đã có là phiên bản 2.0 Pre, Luxury và Deluxe. Thì chiếc xe này là phiên bản cao cấp nhất của dòng 2.0, 2.0 Premium. Lăn bánh chỉ có hơn 40.000 km thôi. Xe đã lên bậc lên xuống. Đấy, sơn zin của xe còn tương đối là nhiều. Cụm đèn led thông minh, tự động thay đổi góc chiếu theo góc đánh lái. Đấy, đèn led trước và sau thiết kế rất là đẹp và trang nhã. Bên dưới chiếc xe này thì là một chiếc xe đời 18. Đây, chúng ta giới thiệu qua một chút, chúng ta nhìn cái mâm là biết ngay là nó khác một chút này. Đấy. Chiếc xe 18 này, đời 18 này thì là phiên bản 2.5 sản xuất 2018, giá thì chỉ có 645 triệu đồng mà thôi. Đấy, nếu quý anh chị và các bạn nào thích cái dòng 2.5 thì có thể cân nhắc chiếc xe này nhé. Màu nâu xám này cũng khá là hay, nhìn cứng xe. Đấy, còn quay trở lại với nhân vật chính. Chúng ta sẽ bước vào, ngó qua một chút về phần nội thất của xe. Từng cái đường nét này, văng cao su này, mọi chi tiết, cái độ hao mòn nó chưa có xuất hiện nhiều trên mẫu xe này, nó rất là đẹp. Những cái tầng táp như cửa này, chất liệu da, nhựa, ốp vân gỗ. Và đặc biệt là phần ghế, hàng ghế sau. Nếu mà quý anh chị và các bạn nào để ý thì hàng ghế sau này rất là đẹp nhá. Không những là ngồi ít mà ngồi còn giữ gìn cơ. Nên là hàng ghế sau nhìn nó rất là tươi và mới. Má ghế, đệm ghế, mọi chi tiết. Trần nỉ thì không còn lạ gì nữa rồi. Trần nỉ thì dòng CX-5 nào cũng như nhau rồi. Đấy, và có cửa sổ trời ở hàng ghế trên quý chị và các bạn nhé. Có cửa gió cho hàng ghế sau. Hàng ghế trước thì có chỉnh điện và nhớ ghế 2 vị trí. Đấy, rất nhiều tính năng, rất nhiều tiện nghi option cho chúng ta lựa chọn. Màu sơn đỏ này là đỏ mới rồi. Nhìn nó có cái độ óng, cái độ bóng và cái chiều sâu hơn cái màu sơn đỏ cũ của Mazda tương đối là nhiều. Nếu mà chúng ta đi ra nắng hoặc là để ý vào những cái lúc mà nắng ấy, thì nó rất là đẹp luôn, long lanh, lung linh. Buổi tối thì nó nhìn xe nó rất là đều màu, nó có cái chiều sâu, nhìn sang. Vô lăng tích hợp ga tự động, lấy chuyển số sau vô lăng, nói chung là đầy đủ tính năng tiện ích an toàn, có chế độ lái Sport, có phanh tay điện tử, Auto Hold. Rất nhiều option tiện nghi cho quý anh chị và các bạn để trải nghiệm mẫu xe này. Về quý anh chị và các bạn chỉ việc đi thôi. Xe này thì đã trang bị nó cũng đầy đủ hết rồi, bảo dưỡng định kỳ thường xuyên, nên là chúng ta về cũng không phải làm thêm gì nữa cả. Đấy, mua một chiếc xe lướt thì nó cũng tiết kiệm được hơn so với những cái mẫu xe mới, nó khá là nhiều. Với cái mức giá hơn 700 bây giờ, chỉ nhìn 700 rồi thì bây giờ chúng ta khó mà cũng kiếm được một mẫu xe gầm cao 5 chỗ nào mà đi lại được chiếc Mazda CX-5 này. Còn bây giờ thì em sẽ đây, Long em mở ra cái cabo. Đây, chúng ta ngó một chút qua cái khoang động cơ của chiếc Mazda CX-5 này. Đây, mọi chi tiết đều là nguyên bản theo xe từ đầu. Bao check test hãng trên toàn quốc, trên Mazda toàn quốc quý anh chị và các bạn nhé. Với những cái cam kết bằng văn bản hợp đồng, xe không có đâm đụng tai nạn làm ảnh hưởng đến kết cấu khung gầm của xe, xe không ngập nước thủy kích, máy móc động cơ hộp số của chiếc xe là nguyên bản, chưa có qua đại tu sửa chữa hay là bộ máy. Đấy, xe không có phạt nguội, hồ sơ pháp lý an toàn đảm bảo. Đó là những gì Car Center cam kết cho quý anh chị cũng như các bạn. Với 710 triệu đồng chúng ta có thể chọn phương án trả thẳng hoặc là trả góp, có thể lên đến được tối đa là 70% giá trị dành cho chiếc xe này quý anh chị và các bạn nhé. Nếu quý anh chị và các bạn nào quan tâm thì đừng ngần ngại nhấc máy gọi ngay đến hotline của Car Center. Ngoài ra thì nếu quý anh chị và các bạn thích màu đỏ mà cũng thích gầm cao 5 chỗ thì bên em còn một chiếc xe nữa cũng ngang tầm giá với chiếc xe này, cho quý anh chị và các bạn lựa chọn luôn. Một mẫu xe khá là thời trang đến từ thương hiệu Peugeot của Pháp, một chiếc Peugeot 3008 phiên bản Alu, sản xuất 2020, rất là đẹp ở đây. Bản full cao cấp nhất, lăn bánh chỉ có hơn 3 vạn km thôi mà giá bây giờ 729 triệu đồng. Một mẫu xe thiết kế cực kỳ đẳng cấp, cực kỳ đỉnh đến từ thương hiệu Peugeot luôn. Nếu quý anh chị và các bạn nào quan tâm nhé, ghé thăm ngay Car Center để trải nghiệm cũng như là tìm hiểu về mẫu xe này nhé. Rất đẹp đấy quý anh chị và các bạn. Và một lần nữa thì em xin phép được cảm ơn cũng như là hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.